Ánh sáng vàng trong chân không bước sóng như thế này. Tần số ánh sáng vàng sẽ là bao nhiêu? Như vậy trong chân không, như vậy đơn giản các bạn chỉ cần lấy, đúng không? F của chúng ta thì bằng C chia lan gì? Lambda, đúng không? F bằng C chia lambda. Như vậy chốt lại ta sẽ có như sau. Bấm máy tính luôn. Nào, như vậy thì ta sẽ có như sau. C thì bằng mấy? 3 nhân 10 mũ 8, vận tốc ánh sáng bằng chân không. Cái này bất di các bạn phải nhớ nha. 0,5893, rồi. Đấy, nhưng mà micro cơ, như vậy phải nhân 10 mũ trừ 6 nữa. Rồi, 5,09 tức là 5,1 nhân 10 mũ 14. 5,09 nhân 10 mũ 14, đáp án D nhé. 17D, đúng rồi.